cho các cầu thủ Thái Sơn Nam. Đức Hòa rất bình tĩnh thưa quý vị các bạn. Đây là cơ hội, không được. Một pha xử lý rất điềm tĩnh của đội trưởng Đức Hòa. Tuy nhiên pha xử lý đó đã không thể vượt qua được. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía Thái Sơn Nam. Người ghi bàn đó là Thịnh Phát thưa quý vị các bạn. Chúng ta hãy cùng xem lại. Vâng, như vậy là Thịnh Phát đã di chuyển nhanh vào vị trí mà người đồng đội hướng bóng đến của các bạn. Ở phía bên kia chuyển tuyến thì chúng ta có thể thấy được người theo kèm đối với Thịnh Phát bên phía Sahaku. Đó là đội trưởng Lâm Tấn Phát. Dù đã có động tác gây cản trở, tuy nhiên Lâm Tấn Phát đã không thể làm chậm lại những nhịp chạy của Thịnh Phát. Không được. Pha bấm bóng quá gọn gàng, không còn gì để chê cho tình huống vừa rồi thưa quý vị các bạn. Thịnh Phát đã có một pha bấm bóng chính xác. Ta hãy cùng xem lại tình huống vừa rồi. Quá gọn gàng và cực kỳ chính xác dành cho Vivo bên phía Thái Sơn Nam. 2-0 dành cho Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị các bạn. Và cú đúp dành riêng cho số 20. Dứt điểm không được. Ở mùa giải năm nay thì Sahako cũng đã mất đi một trong những lá chắn rất đáng tin tưởng trước khung thành của họ. Đó là Fiso Khổng Đình Hùng. Cho nên lúc này thì ngoại binh người Brazil của Sahako cũng đã để lại một vài dấu ấn với tình huống dứt điểm khá chính xác và một tình huống chuyền bóng khá sáng nước. Quá hay đưa quý vị các bạn. Pha dứt điểm tung nóc lưới. Và đó chính là quả bóng vàng của sàn 2023. Phạm Đức Hòa. Đẳng cấp của Đức Hòa đã lên tiếng. Xem lại tình huống này. Tình huống dứt điểm bằng chân trái, bóng đi tung nóc lưới của thủ môn Xuân Hiệp. Hoàn hảo cho pha dứt điểm vừa rồi của đội trưởng bên phía Thái Sơn Nam. Pha chạy chấp mạnh của đội trưởng bên phía Sahako. Đây là cơ hội! Không vào! Quá đáng tiếc cho tình huống vừa rồi. Tình huống dứt điểm của số 17 bên phía Sahako. Izanien Kajong. Bóng đã cắt ngang khung thành của Hồ Văn Ý. Mất bóng rồi, bóng cho Sahako, không được. Đức Hòa, đây là cơ hội. Quý khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu giữa hai đội bóng Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Sahako trong khuôn khổ của vòng 1 lượt đi giải Futsal HDB vô địch quốc gia 2024 thưa quý vị các bạn. Đường chuyền dài rất hay của Costa, hãy cùng chờ xem tình huống đây. Không được. Có thể thấy điểm mạnh của Costa là những tình huống chuyền bóng ở cự ly dài. Chuyển trạng thái khá tốt thưa quý vị các bạn. Khá bất ngờ. Vừa thực hiện tình huống chuyền dài quá tuyệt vời trước đó. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy là vừa rồi thì ngoại binh bên phía Sahako đã có tình huống chạm bóng để khiến cho bóng đổi hướng và đi vào lưới nhà. Quá đáng tiếc dành cho cả Costa và Sahako. Và bóng khá nhạy cảm thưa quý vị các bạn. Costa. Rất hay thưa các bạn.
Hết một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía Thái Sơn Nam. Đó là tình huống xử lý của Trần Thái Huy. Hãy xem lại tình huống này. Thái Huy rõ ràng đã đọc được ý đồ đường truyền của Lâm Tấn Phát. Dù Costa đã đứng che mắt đối với Thái Huy, tuy nhiên Thái Huy đã rất khôn khéo để lẻn ra phía sau anh và đón đường truyền của đội trưởng mang áo số 16 bên phía xa cô. Kết thúc gọn gàng, đem về bàn thắng thứ 5 dành cho các cầu thủ bên phía Thái Sơn Nam. Đây là cơ hội dành cho cầu thủ xa cô. Dứt điểm không được.